Hôm nay tôi chia sẻ một câu hỏi rất là thú vị, phối hợp với công ty luật của chúng tôi và trung tâm đầu tư khu vực để định cư bên Hoa Kỳ. Chúng tôi có một chương trình 90 phút miễn phí để chia sẻ với quý vị. Tôi là luật sư Ken Đạt Dương, là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và di trú định cư qua Mỹ. Quý khách có thể tới hôm nay để có thể hiểu biết thêm về đầu tư và định cư, và cơ hội để biết mình phân biệt là ở đâu mình là trung tâm nào tốt và dịch vụ nào là phù hợp với cái điều kiện của mình là mình muốn đầu tư và ý định thêm đó là định cư qua Mỹ. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cái kiến thức rất là cụ thể và rất là hữu ích cho các bạn để hiểu biết thêm về chương trình đầu tư EB5. Và trung tâm đầu tư, ông chủ tịch Bruce Thompson sẽ chia sẻ về cơ hội để đầu tư vô bất động sản ở bên Hoa Kỳ. Tới chương trình của chúng tôi 90 phút để học sao có thể đầu tư qua Mỹ. Phải đăng ký rất là nhanh, tại có ít chỗ để có thể cho quý vị ngồi. Hôm nay đăng ký qua gọi điện thoại hoặc là email văn phòng để có thể giữ được chỗ của quý vị.